Hey, chào các bạn đến với xưởng lò Thanh Cao. Hôm nay mình có mặt ở xã Lương Bình của huyện Bến Lức để mình ráp thêm cái lò 4 tấc cho ông anh. Đây là cái lò 4 tấc. Đây là mình đang đổi cái cục đẩy mới cho ảnh nha các bạn. Đang tháo đổi cục đẩy mới xong rồi mình mới gắn thêm vô hai lò nữa. Dạ. Có, có. Hai. Thì mắc nhất cả trăm mấy chục triệu là anh xài cái 26 triệu được rồi. Gõ, nó là 11 đũa gõ hết luôn. 11 đũa gõ hết luôn. Việc ra. À, ông anh mình đang chờ mình lấy lại nâng cấp thêm lo thì ảnh với ông anh này cũng làm ra rai trước nha các bạn. Nãy giờ mấy lon rồi? Sai 4 6 6 6 mấy lon rồi. Vậy là một chút là nhạc về rồi ha, hát được rồi ha. Vô. Thôi em coi em coi em làm em chạy xe đâu dám nhậu dùng quá qua qua chúng độc quá trời. Hôm hôm qua là anh báo cái là cục đẩy hát một bên phải không? Bên rồi bắt đầu cái anh nói là ngày mai tới thay cho anh thay là đổi mới luôn phải không? Đổi mới luôn thay uy tín không? Là thấy là ngày đầu tại với nhau tại vì ảnh quay trên trên YouTube mà đi tới Bình Thuận là mua là 2-3 cái đắt năm bắt lắc đúng rồi ngoại là nói là phục vụ tới tận nhà là thấy là hài lòng rồi dạ mình thấy ok mua đồ mà không có sợ dạ vợ tôi nói sao anh chứ muốn anh coi cái này kia mà cho anh muốn mày Hà Nội vậy muốn Hà Nội rồi thì sao đổi chỗ đúng rồi đúng không anh em mình ở chung tỉnh đúng không thì có khoảng cái ba mấy cây vô mà quan trọng cái là bảo hành cho anh đúng như lời nói phải không? Đúng rồi, ok. Hài lòng mà anh hôm qua anh trả lời tôi là tôi thấy hài lòng rồi. Dạ. Tiền bao thì không tận đây mà hôm qua nói bởi vì em nói anh mình làm ăn có uy tín mình còn bán nhiều cái đúng món đồ khác cho đúng khách hàng nữa hiểu nó dạ. Tôi bây giờ tôi mua đồ tôi nói mấy ông anh tôi nói công nhận cái hàng cao tôi mua đồ mà tôi nói báo rồi tôi vậy chết hai kênh còn hai kênh rồi ông nói ngày mai ông qua đó đó ok rồi cảm ơn anh tại mình đang gắn thêm cặp loa nữa cho ông anh nha các bạn. Đó, này là đánh dữ dằn lắm. Cái này đúng ra là để chồng lên cái lo này luôn. Để chồng lên luôn rồi tivi anh treo đâu á. Nó mới hay. Chồng lên luôn đó. Đúng rồi, chồng lên lo luôn. Chồng lên là thấy tivi đưa lên đây. Chồng lên là mà nó bự quá nó kéo mình. Không, để đó đi rồi chút kiếm cái ghế mũ để lên cũng được. Mà nói nó nặng quá nặng nặng lắm lo nặng rồi cái chín đũa là 1,5 m 10 là 10 10 11 đũa mấy mét 6 chín đũa là 18 triệu chín đũa là 18 triệu 500 ngàn mét rưỡi dạ lớn lắm tủ đó lớn tủ này nhiều lắm cái tủ này là chừng mét mét hai à cái tủ anh mét hai à nó gấp rưỡi cái tủ anh nè gấp rưỡi cái tủ này nè không tủ thờ ai thu hồi ông nội
Trụ thờ là đồ thờ cúng ông bà mình ngồi trên đó rồi. Ông mà mua cái tủ thờ là ông làm ăn giàu thêm đó. Tại vì mình có tiền cái bắt đầu mình mua sắm cho ông bà mình tủ thờ mới để ông bà ngồi. Nó là lính em là 3 lít không nhúc nhích á. Chuẩn bị đi ra Hà Nội giao lo nó nè, về bữa em đi máy bay em quay cho anh coi luôn. Chịu bạn cái gì trời, kêu bả lên đây bạn luôn chứ chịu bạn cái gì. Đây mình đang cài đặt nha các bạn, cài đặt cái tivi ảnh nói là cái remote bị không vô giọng nói, mình sẽ kiểm tra lại cho ông anh luôn. Lo này không hả? Bả là bả lại hát bả bấm lộn đó. Liên khúc rumba đó xong rồi đó. Thu là nghe các bạn nè, vô lại thẹt cao kìa, 8,5 triệu đó. Ảnh nhiệm thu rồi, hôm nay mình được giám đốc ngân hàng đi theo đếm tiền luôn nha.
giám đốc ngân hàng. Cái kiểu này thì sao? Cái kiểu này tính tính lấy tiền đi uống bia mà đi không được rồi. Sao đó? Dạ. Mời chị cho cô. Vô. Dạ. 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 Vô vô. Tôi sẽ rời xa em, cho dù em còn yêu tôi. Bạc trắng như vôi tình đời, mau đến cho cuộc tình hồng. Tình nghĩa đôi ta từ đây, như quăng trắng gặp cơn giông bão. Tha là bỏ đi hết, ta làm lại cuộc đời. Tha là bỏ đi hết, ta chẳng nợ gì nhau. Cho quên đi ước nào khôi bằng tâm ngày sau. Vì một người như thế có đáng hay không? Chuyện tình như thế sao ta lại buồn phiền? Vì một người như thế sao nước mắt cứ tuôn rơi? Chắc là tại vì tôi không yêu như người ta. Mau yêu mau quên như bong bóng mà. Tôi sẽ cố quên người, cho dù em có quay về đây. Ngày mai tôi sẽ rời xa em, cho dù em còn yêu tôi. Bạc trắng như vôi tình ơi, mau đến cho cuộc tình hồng. Tình nghĩa đôi ta từ đây, như bằng trắng gặp cơn giông bão. Bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Tha là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau. Cho quên đi đớn đau khôi bằng tâm ngày sau. Vì một người như thế có đáng hay không? Chuyện thân tình như thế sao ta lại buồn phiền? Vì một người như thế sao nước mắt cứ tuôn rơi? Chắc là tại vì tôi không yêu như người ta. Mau yêu mau quên. Cao Giọng Anh sẽ đến chúng ta bài hát của mình tên Hà Lương. Vô từ đầu là Thánh Cao, ta đến từ thành Quá Long An. Quá Long An. Thánh Cao đẹp trai nha. Thánh Cao đẹp trai mới chịu nha. Thánh Cao đẹp trai nè, quý vị có ủng hộ là nhớ số điện thoại Thánh Cao đẹp trai là ủng hộ Thánh Cao nha. Dạ cảm ơn anh. Còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi. Mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Người yêu tới hôm nào lời trao nhau ban đầu. Ai nỡ quên tình nhau. Đời còn vì quý ơn trong cuộc đời.
xây đường đi. Đời còn vì đau thương bị lắng nghe tình vỡ. Hay quá anh ơi, vì đã cho kêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách hương trời. Lòng ta mang theo nỗi sầu hận xuống đời, đường khuya tôi điếm bước âm thầm một mình tôi. Giờ còn bài ca yêu ai biết chào ngày xưa, bò này mình đòi nay đứng nhau theo ngày ta. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết rồi. Các bạn vừa nghe mình với ông anh mình hay quá thanh cao ơi. Hay quá anh ơi, cảm ơn nhiều nha anh em buôn bán mà thanh cao mà bữa trước bữa sau là nói là ok là mình. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn á. Dạ dạ, cái gì vừa qua chữ tính. Dạ dạ, mới chân tòng ha. Cảm ơn anh. Dù ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thần sinh sáng ngày sắm chiên một mình. Nhà gần bên em sống trong giàu sang, quen gống dung đại trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm với anh trắng hoàng, tôi với cây đàn đồng đó đang, và có nàng bên xóm mọi lúc quen đèn sang quen. Tôi ca không giờ nhưng nàng khen nhiều và thân nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Ai mới năm không dám mà tôi sao thân mình là bọn bè, làm sao mơ tơ mai sau. Tôi sợ rằng đây là phận đời cho giấu thương ta. Rồi một hôm tôi quyến đi thần xa, tôi cố quên người ta như hình bóng không xa mờ. Nhờ thời gian hương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên, nên người xưa đã quên. Hôm nay đang đêm đêm mộng, em bao tình mừng lệ chồng giao sẵn. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhàn chỉ nghèo này không? Quá hay thanh cao ơi. Dạ cảm ơn anh. Thanh cao được làm ăn phát tài và phát đạt. Ngày bán 5-6 cái lo kéo để phục vụ cho bà con nhà nhiều người biết tới thanh cao. Cảm ơn anh. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu, tình anh như núi cao biển rộng,
gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì em xin nhớ cho rằng tim vàng son sáng cả đời anh. Em ơi, giờ đây thương bóng thương hình, ngồi đây thương nhớ người mình quay quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng rồi sáng đường đêm. Vô anh để anh đưa đó em sớm chiều, để lối đi về không còn điều. Chọn đôi mình chạy anh nhau, mà nếu đâu nắm thêm mà anh không còn lo đúng nhớ. Chọn đời mình cười bên nhau, tình yêu thêm sắc. Cảm ơn hai chị. Để nghe ca sĩ hát hay quá, được hát hay quá, được tặng ly nước mía luôn nha các bạn. Xa xa rồi em nhé, đường em bước vui, đường về bên gác trò, để mặn tôi với người. Tôi đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Đi xa đường em trong mong tung, lời nào ai đó quên kỷ niệm. Cả từng đêm cũng chỉ đầy đó thêm tình nhân, tình nhân hỡi, giờ xa cách nhau rồi. Tôi ngỡ em còn thơ nên lòng tôi mơ ước mắc hơi à. Và miền vỡ tung hồn đồng hồn dòng nhận trong tình yêu, giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào chưa dứt, buồn riêng ai chót mang. Tình nào không chốt hoài, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em, chỉ trách hờn tự duyên. Vòng tay nào tôi đến, từ xa cách nhau rồi. Hay quá anh ơi. Alo, hay quá Thanh Cao ơi. Cậu chú cho cửa hàng Thanh Cao được làm ăn gì vậy?